Thưa quý vị, gần một tuần nay, người dân thôn Hạ, xã Long Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đã lập lán trên con đường dẫn vào trang trại lợn của công ty chăn nuôi Sơn Động để phản đối hành vi gây ô nhiễm môi trường doanh nghiệp này gây ra. Theo người dân, hoạt động xả thải của doanh nghiệp đã khiến cá trên sông Bè chết hàng loạt, môi trường bị ô nhiễm trầm trọng. Việc gây ô nhiễm này cũng đi ngược lại với cam kết trước đây của doanh nghiệp với người dân, ghi nhận của phóng viên VTC14. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại khu vực thôn Hạ của xã Long Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Và đây là dòng sông Bè. Vốn trước đây rất là trong xanh và nhiều sản vật quý, thì hiện nay không một loài sinh vật nào có thể sống nổi. Khoảng một tuần nay thì cá đã chết hàng loạt và nổi trắng khắp sông, mà nguyên nhân xuất phát từ tình trạng ô nhiễm của trang trại lợn cách đây tầm hơn 3 cây số. cá khiếu hay cá rô phi vốn là những loại cá có sức chịu đựng dẻo dai cũng không thể chịu nổi trước tình trạng ô nhiễm của sông Bè. Sau gần 10 ngày kể từ khi người dân phát hiện cá chết hàng loạt, trên các khúc sông vẫn trắng xóa xác cá. Không một sinh vật nào có thể sống sót trước tình trạng ô nhiễm. Đây là sông đầu nguồn của con nhân tỉnh Bắc Giang trước đây thì đây là rừng bao phủ thì là dân thì sống một cái cuộc sống coi như là trong xanh, đấy, mà êm đẹp, không có một cái không khí độc hại nào cả. Nhưng bây giờ có cái công ty Hòa Phát này về đến đây là gây ô nhiễm môi trường. Hiện tại bây giờ là thấy cá chết nổi nhiều. Quá bức xúc, người dân đã vớt xác cá chết về treo tại lán trại được lập trên con đường dẫn vào trại lợn của công ty chăn nuôi Sơn Động việc lập lán vốn là việc chẳng đặng đừng để phản đối hành vi gây ô nhiễm của doanh nghiệp, để cảnh báo với cơ quan chức năng về tình trạng môi trường sống đang bị bào mòn như thế nào. Nhất là khi môi trường sống lại luôn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người. Về hòa phát về đây đấy, là về hoạt động hòa phát, chăn nuôi nượn, nhá, nơi nượn này, ô nhiễm môi trường, để đến dẫn không khí thối, hôi thối. Đấy, thả thải ra cá sông cá chết cá sôi chết ngày xưa nhà tôi còn bé nhà tôi còn một cái đèn nón một cái dĩa tôi đi nhặt từ con cá bằng ngón tay này để về mà sinh hoạt nhưng đến bây giờ đấy những con cá to như này chết đầy như không dám ăn ăn vào mắc bệnh chết ô nhiễm môi trường Nam, nước cái đen xì cái gì không thể sao mà rửa chân tay được cái con sông bây giờ bẩn đất đục không có vệ sinh đâu thế thì phải làm thế nào để mà nuôi cái cái nợn gà cho nó có vệ sinh đấy để nước nó cẩn thạch mà ăn mà tắt. Theo người dân thôn Hạ, họ không chỉ bức xúc vì tình trạng cá tôm bỗng chết hàng loạt, mà nỗi bức xúc còn xuất phát từ một cam kết trước đây. Vào thời điểm tháng 1 năm 2020, trong buổi làm việc giữa Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Động, Ủy ban Nhân dân xã Long Sơn, đại diện công ty gồm tập đoàn Hòa Phát là công ty mẹ, và công ty chăn nuôi sơn động. Với các hộ dân thôn hạ, công ty đã đưa ra cam kết không tiếp tục chăn nuôi lợn, chuyển mục đích và không gây ô nhiễm môi trường. Trước sự chứng kiến của nhiều lãnh đạo huyện, xã hiện vẫn tại vị hoặc đã thăng chức, thế nhưng đáng tiếc cam kết lại chỉ tồn tại trên giấy. Còn thực tiễn thì hết sức đau lòng. vâng thưa quý vị đây là nước sông bè vừa được múc ở ngay phía dưới họng xả của trang trại lợn hòa phát và đây cũng chính là nguồn cơn nỗi bức xúc của người dân thôn hạ xã long sơn huyện sơn động tỉnh bắc giang trong suốt thời gian vừa qua bằng mắt thường thì cũng có thể thấy là nước sông bè đang bị ô nhiễm như thế nào và cũng không khó để hiểu tại sao cá lại chết hàng loạt trong suốt một tuần gần đây Xin được thông tin thêm, trong buổi đối thoại giữa Ủy ban Nhân dân xã Long Sơn, công ty chăn nuôi Sơn Động và người dân thôn Hạ trong chiều qua ngày 21 tháng 2, đại diện công ty đã xác nhận có việc xả thải gây ô nhiễm khiến cá chết hàng loạt trên sông Bè. Nhưng trên thực tế, liệu đây có thực sự là sự cố ngoài ý muốn như doanh nghiệp nói hay hoạt động xả thải đã là chuyện cơm bữa như người dân phản ánh? Trách nhiệm của các cơ quan chức năng đến đâu trong câu chuyện này? VTC14 sẽ tiếp tục đi tìm câu trả lời và gửi đến quý vị trong các bản tin sau.